Phần 4. Cõi trời hữu sắc và tịnh độ. Vì sao gọi là cõi trời hữu sắc và tịnh độ? Vì sao gọi là cõi trời hữu sắc? Vì cõi trời này cấu tạo bằng điện tử âm dương có 12 màu sắc thật rực rỡ. Thân trời cũng như cây cỏ hoa lá ở cõi trời này cấu tạo bằng điện tử âm dương cũng bằng 12 màu sắc rất đẹp nên gọi là cõi trời hữu sắc. Việc làm ở cõi trời hữu sắc này như thế nào? Cõi trời hữu sắc này không làm việc mà chỉ hưởng thụ nghiệp phước đức dương trong cảnh rất vui tươi và rực rỡ. Ở trời hữu sắc này hưởng thụ như sau: trời nam trời nữ giao hợp tùy thích, đi chu du đâu cũng được trong toàn cõi hành tinh hữu sắc này. Trời nữ mang thai 900 tháng 1000 ngày, sinh ra trời con. Trời con tự lớn lên không cần sự trợ giúp của trời cha và trời mẹ, ăn uống là trái cây, hoa lá, nước cấu tạo bằng điện tử âm dương có 12 màu sắc rất đẹp, có đầy khắp trong hành tinh hữu sắc này. Tuổi thọ ở cõi trời vô sắc này là 10.000 năm so với địa cầu. Tuổi thọ đủ hay thiếu là do số nghiệp phước đức dương mà tánh Phật mượn thân người tạo ra nơi trái đất. Khi hết tuổi thọ, thân và tánh trời hữu sắc tự tan rã ra, chung ấm thân trở tánh Phật trở lại dòng tộc ở trái đất, tiếp tục làm người tạo ra nghiệp mới, luân chuyển đi nơi khác. Còn luân chuyển đi đâu là do tánh Phật mượn thân người tạo ra. Ở trái đất này, ai muốn vãng sinh lên cõi trời hữu sắc sinh sống thì thực hiện 3 việc như sau: phải làm phước thiện cho thật nhiều. Khi làm phước thiện, phải mơ tưởng ham sống nơi có cảnh vui tươi rực rỡ. Nếu muốn chắc chắn, ngày nào cũng mơ mộng ham sống cảnh vui tươi và rực rỡ, tức tự mình tạo ra làn sóng điện tử âm dương vui tươi và rực rỡ, ngang bằng với cõi trời hữu sắc này là nơi vòng 3 tam giới. Khi hết tuổi thọ làm người, chắc chắn được vãng sinh lên cõi trời hữu sắc sinh ra và sống ở đây để hưởng nghiệp phước đức dương. Đức Phật lưu ý phần này: nghiệp vãng sinh là do tự mình ham muốn tạo ra, không cầu xin hay lợi ai làm chi cho mệt. Vì sao vậy? Vì ở trái đất này, ai cũng mang nghiệp và nhân quả như nhau. Có ai giúp được cho ai mà cầu xin họ? Đức Phật dạy rõ, những người bảo đưa tiền cho họ cầu xin ông trời hữu sắc giúp mình lên cõi trời hữu sắc sống, đây không phải là sự thật, đừng tin. Cõi trời hữu sắc có 11 hành tinh gồm trời đại phạm, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời phước sinh, trời phước ái, trời quảng quả, trời nghiêm sức. Nước tịnh độ như sau. Vì sao gọi là nước tịnh độ? Vì nước này rất thanh tịnh. Ở trái đất này, ai muốn vãng sinh lên nước tịnh độ sống thì được Đức Phật A-di-đà rước lên nước ngài ở với điều kiện như sau: phải ham muốn mãnh liệt, phải làm phước thiện cho thật nhiều, phải niệm Phật thấy được hình bóng Đức Phật A-di-đà. Khi hết duyên sống nơi trái đất này thì được Đức Phật A-di-đà rước lên nước ngài ở, nước ngài gọi là nước cực lạc. Tuổi thọ cao nhất ở nước cực lạc này là 10.000 năm so với địa cầu, còn đủ hay thiếu là do số nghiệp phước đức dương của người ấy tạo ra ở địa cầu này. Đi chu du đâu ở nước cực lạc cũng được, ngày nào cũng đi cúng các nơi thờ những vị Phật quá khứ. Mỗi tháng có một ngày học đạo giải thoát, ăn uống là trái cây, hoa lá và nước có sẵn đầy trong nước cực lạc này. Nước cực lạc này cấu tạo bằng điện tử âm dương có 12 màu sắc rực rỡ. Khi vị tiên hết tuổi thọ, trước khi trở lại thế giới loài người, vị tiên này được Đức Phật A-di-đà dẫn ra ao sen kiểm thiền bằng cách là Đức Phật A-di-đà bẻ một cành hoa sen đưa cho vị tiên này xem. Nếu vị tiên này nhìn thấy cành hoa sen bằng tánh Phật thanh tịnh của chính vị tiên này, thì vị tiên này sẽ được Đức Phật A-di-đà xác nhận bằng câu: hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Rồi Đức Phật A-di-đà dạy vị tiên này 8 phần tuyệt mật trong một tam giới như Phật giới, số lượng hành tinh trong một tam giới, tu sao còn bị luân hồi, tu sao thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất, tạo ra phước đức để làm gì, tạo ra công đức để làm chi, một vị Phật được hình thành như thế nào, nhiệm vụ của một vị Phật ra sao. 8 phần dạy nói trên, vị tiên ấy học xong, Đức Phật A-di-đà mới đưa vị tiên ấy trở lại thế giới loài người, đến gần chỗ mạch nguồn thiền thanh tịnh đang phổ biến ra. Nhờ vậy, khi vị này vừa nghe đến hai tiếng thiền tông, tự nhiên nhớ lại tất cả những gì mà Đức Phật A-di-đà đã dạy.
Còn vị tiên nào Đức Phật A-di-đà kiểm thiền mà không kiến tánh thì tự trở lại thế giới loài người, vào dòng tộc tiếp tục tạo nghiệp mới luân hồi nữa. Nước tịnh độ này có 6 hành tinh gồm: nước tịnh độ của Đức A-sơ Bệ Phật ở hướng đông mặt trời, nước tịnh độ của Đức A-di-đà Phật ở hướng tây mặt trời, nước tịnh độ của Đức Nguyệt Đăng Phật ở hướng nam mặt trời, nước tịnh độ của Đức Diệm Kiên Phật ở hướng bắc mặt trời, nước tịnh độ của Đức Phạm Âm Phật ở hướng trên mặt trời, nước tịnh độ của Đức Sư Tử Phật ở hướng dưới mặt trời. Vị kết quả nước tịnh độ này gọi là Đức Phật. Người sống ở các nước này gọi là tiên nam hay tiên nữ. Vì sao gọi là nước tịnh độ? Vì nước tịnh độ này cấu tạo bằng điện từ âm dương, có 12 màu sắc rực rỡ và thanh tịnh. Thời gian tiên này được sinh ra được tính như sau: nếu noãn tiên ở trong thượng phẩm thượng sanh thì noãn tiên này đúng 1 năm được sinh ra. Nếu noãn tiên ở trong thượng phẩm trung sanh thì noãn tiên này đúng 2 năm được sinh ra. Nếu noãn tiên ở trong thượng phẩm hạ sanh thì noãn tiên này đúng 3 năm được sinh ra. Nếu noãn tiên ở trong trung phẩm thượng sanh thì noãn tiên này đúng 4 năm được sinh ra. Nếu noãn tiên ở trong trung phẩm trung sanh thì noãn tiên này đúng 5 năm được sinh ra. Nếu noãn tiên ở trong trung phẩm hạ sanh thì noãn tiên này đúng 6 năm được sinh ra. Nếu noãn tiên ở trong hạ phẩm thượng sanh thì noãn tiên này đúng 7 năm được sinh ra. Nếu noãn tiên ở trong hạ phẩm trung sanh thì noãn tiên này đúng 8 năm được sinh ra. Nếu noãn tiên ở trong hạ phẩm hạ sanh thì noãn tiên này đúng 9 năm được sinh ra. Rồi quay trở lại dòng tộc, đầu thai làm người tiếp, tạo nhân quả nữa thượng sanh thì noãn tiên này đúng 7 năm được sinh ra. Nếu noãn tiên ở trong hạ phẩm trung sanh thì noãn tiên này đúng 8 năm được sinh ra. Nếu noãn tiên ở trong hạ phẩm hạ sanh thì noãn tiên này đúng 9 năm được sinh ra. Rồi quay trở lại dòng tộc, đầu thai làm người tiếp, tạo nhân quả nữa, luân hồi đi nơi khác. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này hữu ích thì nhờ bạn chia sẻ cho người thân và gia đình của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều tương tác, vì vậy nhờ bạn bấm vào nút like hoặc comment để giúp cho video của chúng ta có thêm nhiều người biết hơn nữa. Cảm ơn bạn.